Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với CoinMaster Việt Nam 2.0. Thì nếu như anh em sử dụng POS một thời gian cách đây độ 2 năm thì anh em có thể là biết đến là một con POS quốc dân mà rất nhiều anh em dùng. Ngoài Ares ra thì chúng ta còn có một con là con Flame. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cả review C0.6 của Flame. Nhớ là subscribe ủng hộ CoinMaster Việt Nam về chi tiết những cái bộ review của CoinMaster thì mình sẽ để một cái link dưới phần mô tả cho anh em, thì có cả Shopee, Lazada và fanpage của CoinMaster Việt Nam. Ok, thành công. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cả review C0.6 của Flame. Thì đây trên tay mình đang là có một cái OC0.6 Flame. OC này chắc chắn đã cháy rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần chuẩn bị những gì khi chúng ta review một cái OC. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho anh em là một kìm bấm và một nhíp, hai đều có thể là mua trên Shopee. Ok, ta ngắn gọn và đơn giản là vậy thôi. Tiếp theo nữa là chúng ta chỉ cần hai kìm. Một, ok sorry anh em, một cái kìm và mũi nhọn là kìm dẹt. Đó. Tiếp theo đấy thì chúng ta cần đến là một bộ review kit như này để chúng ta có thể review OC. Thế đây là bộ review AGIT 0.6 mà bên mình đã lọc ra là một bộ phù hợp nhất để khi mà chúng ta review một cái OC của Flame. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cả review OC 0.6. Mình sẽ bỏ sơ qua những cái này ra một chút nữa chúng ta sẽ làm sau. Thì đầu tiên khi chúng ta làm về review OC thì chúng ta cũng sẽ cần là phải tháo được cái phần xác OC ra trước đã. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải tháo vào phần chân tiếp xúc này. Có cái nhíp thì chúng ta sẽ dễ làm hơn, nên anh em là cố gắng là mua thêm cái nhíp. Đây là cái phần giòn cao su. Ok, sau khi mà xong thì bây giờ mình sẽ rút cái phần chân coil ra. Ok, thì đây là những cái phần chân coil và phần bông nó đã cháy. Bây giờ sẽ bỏ qua bên một chút đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần là làm sao để tháo cái oxy này. Thì cái câu hỏi là rất nhiều bạn hỏi là tại sao mà khi em làm mà tháo ra mà nó hay bị vỡ. Thì các bạn làm nó hơi bị mạnh tay cũng như là làm chưa đủ kỹ thuật. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tháo oxy. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái tờ giấy này mà chúng ta xé ra, gập lại thành hai lần. Rồi, bây giờ nó sẽ ok, xé đôi ra và quấn quanh phần xác oxy như này. Sau khi mà quấn được quanh cái phần xác OC như này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kẹp nó lại. À đây, chúng ta sẽ lấy kìm mũi nhọn để chúng ta có thể là kẹp nó lại. Rồi, ok. Sau khi mà kẹp vào được như này, chúng ta sẽ lấy một cái kìm mũi dẹt này, ta để ở bên như này. Và bây giờ chúng ta sẽ tháo phần xác OC ra. Thì cái tay bên này chúng ta sẽ lắc. Cái tay ở bên cái kìm mũi nhọn này chúng ta sẽ lắc. Lắc lên, lắc xuống như này. Thì nó sẽ ra. Nó sẽ ra dần, nhưng mà anh em chú ý là lắc nhẹ nhé. Đang ra, đó, ok. Rồi, như vậy chúng ta tháo được phần xác OC. Cực kỳ đơn giản. Ok, giờ mình sẽ bỏ cái phần xác vào bên. Tiếp theo, khi mà chúng ta đã tháo được phần xác OC như này rồi thì cái việc quan trọng của anh em nữa là chúng ta phải vệ sinh. Thì nếu như anh em làm ở nhà thì chúng ta đã cho vào một cái cốc nước và chúng ta cho chanh vào, ngâm đâu đấy khoảng 5 phút, ngâm lâu một chút. Mình có máy đánh thì mình sẽ là nhanh hơn, khoảng 3 phút là mình bỏ ra và mình quấn rồi. Nhưng mà đối với anh em ở nhà thì ngâm đâu đấy khoảng 5 phút cho nó khử hết cái mùi rượu cũ đi. Và nó đảm bảo là cái đối với cái OC của ta khi mà quấn lại nó vẫn đảm bảo được 80-90%. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến phần quấn coi. Thì cái này mình sẽ làm cho anh em và hướng dẫn cho anh em, thế nên là mình sẽ không rửa. Ok, đối với phần quấn coi thì cái bộ review bên mình sẽ có một cái tool dưỡng này như này cho anh em. Thì đây chính là cái đinh 8 để chúng ta có thể quấn. Còn hai cái này thì anh em, cả hai cái này thì em không cần quan tâm. Nó là bộ ấy. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ra làm một cái coi. Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy ra một cái thớ bông như này. Thì có một điều nữa cho anh em là tất cả những cái bộ review của CoinMaster Việt Nam thì đều sẽ có bông Barium như này. Thì có hai loại là bông Barium và bông Classic, bên mình để cung cấp cả hai luôn. Nhưng mình khuyên anh em là khi mà em dùng ấy, thì chúng ta lên dùng là cái bông Barium. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái điểm khác biệt. Đây là cái bông Barium. Ok. Thì đây là cái bông Barium. Bông này nó sẽ có những cái lô la lô. Và đặc điểm của nó thêm một cái điều nữa là nó xử lý bông cực kỳ tốt cho chúng ta. Khi mà quấn xong nó không bị mùi bông cũng như nó không bị lạc vị cháy run. Đó, thế nên mình khuyên anh em là khi nào mà anh em dùng thì anh em cố thêm một chút để chúng ta dùng cái bông Barium này. Ok.
Có một điều nữa cho anh em là cái bông vareum này thì đặc điểm là chỉ có con Conductor Việt Nam là sẵn cái bông vareum này trong hộp luôn cho anh em để em dễ dàng sử dụng. Ok, ở đây mình sẽ sử dụng là 4 trong và 1 ngoài. Thì đây là một cái thớ như này, một cái thớ là sẽ có 5 lớp và mình đã xé một lớp ra ngoài đây rồi. Và đây là 4 4 lớp. Ok, 4 trong 1 ngoài. Sau đây là nó sẽ đến phần quấn. Quấn ống C thì đây là chúng ta sẽ có cái dây coi đúng không? Ta đặt vào giữa cái phần bông như này. Ok, sau khi mà chúng ta đặt vào giữa phần bông như này rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần cái đinh tán vào đấy, mình cho anh em xem. Đây là cái đinh tán. Chúng ta cho vào giữa và chúng ta quấn. Sau khi quấn xong chúng ta đẩy hai dây coi đằng sau. Rồi, ok, tại sao để ra đằng sau? Có thể là anh em có thể đẩy sang đẩy bên cạnh cũng được. Nhưng mà mình thích thì mình muốn đẩy nó ra đằng sau này cho nó chắc. Để chút nữa chúng ta cắt cái phần bông thừa này đi, nó không bị ảnh hưởng gì đến cái phần dây coi cả. Rồi bây giờ nó sẽ lắp phần xác ông C vào. Sau khi lắp phần OC vào thì bây giờ nó sẽ có 3 điểm để chúng ta cắt. Một là phần bông thừa, hai là hai dây coi. Thì bây giờ nó sẽ cắt phần bông trước, chúng ta sẽ xử lý từng cái một, chúng ta xử lý phần bông trước. Ok. Đối với phần bông này em cứ cắt sát đi. Sát nhất có thể cho mình nhưng mà không được để hở. Rồi, ok, sau khi cắt phần bông xong thì bây giờ mình sẽ cắt đi phần dây coi. Đối với phần dây coi thì em cắt dây nào cũng được. Đó, đối với dây coi này mình sẽ cắt và để lại một đoạn để chúng ta có thể là bẻ cái phần chân coi sang một bên. Và bây giờ mình sẽ bẻ sang và mình cho anh em xem là tại sao mà mình sẽ cho anh em xem là mình sẽ bẻ nó như này. Zoom gần hơn. Ok. Thì đây, mình sẽ cho anh em xem. Thì đây là cái dây coi mà khi mà mình bẻ thì đây, vừa lại mình bẻ cái dây coi nó sang bên như này. Thì em có thể nhìn thấy. Ok. Bây giờ nó sẽ quay lại với cái ống kính ở dưới này. Rồi. Thì cái nhiệm vụ mà khi mà mình bẻ cái dây coi này nó gập sang bên để chúng ta cho phần xong cao su vào, nó không bị ảnh hưởng đến dây coi khi mình ra làm nó sẽ dễ hơn. Đó, bây giờ ta chỉ việc nhét cái phần là dây coi à, phần giò cao su này, nó cực kỳ đơn giản. Nếu như em cắt sát mà không bẻ ra thì nó sẽ bị đẩy dây coi lên trên, đẩy dây coi lên trên và ảnh hưởng dây coi cũng như là nó không nhận coi. Đó, đơn giản vậy thôi. Bây giờ đối với cái chân này chúng ta bẻ sang như này và chúng ta cắt để lại một đoạn và chúng ta cũng bẻ như vừa nãy. Ok. Bây giờ mình sẽ lắp luôn cái phần chân tiếp xúc vào để cho nó cố định luôn. Rồi, chân tiếp xúc thì anh em cứ ấn xuống nó được, không cần quá cầu kỳ đâu. Ok, sau khi mà xong thì bây giờ chúng ta sẽ rút phần thanh dưỡng này ra. Thanh dưỡng này bây giờ nó đã hết nhiệm vụ rồi, về rút phần thanh dưỡng ra. Và ok, bây giờ chúng ta đã có gần xong, chúng ta gọi là gần xong cái OC review. Mình sẽ cho anh em xem cái dây coi khi mình làm xong. Có thể gần hơn một chút nữa mà. Ok, đây là cái coi khi mà mình quấn xong nó sẽ như này, nó tròn cũng như là hai cái đầu dây coi này nó đều nhau này, bằng nhau và nó có một độ rộng vừa phải như kiểu của hàng lưu luôn. Ok, thì sau khi mà xong như này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến một cái bước cuối cùng, đó chính là chúng ta sẽ lấy một cái lớp giấy này ở ngoài và chúng ta quấn quanh này. Ok, sau khi quấn quanh chúng ta quấn một vòng thôi và chúng ta cắt bông thừa đi. Ok, cái dui nó có ngấm được hay không thì là do cái bước cuối cùng này. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có làm một cái phần xác OC còn lại. Anh em nhìn đây là những cái lỗ đúng không? Có những cái lỗ. Đó, thì cái lỗ này anh em sẽ để song song cả chỗ của chúng ta cắt bông, cái chỗ vừa chúng ta cắt bông đúng không? Để song song luôn. Ok, sau khi mà xong em sẽ để dưới mặt phẳng như này. Và chúng ta lấy kìm, chúng ta gõ nó xuống. Nhưng ở đây mình sẽ dùng cái tô cho nó đỡ bị tiếng động và đỡ ổn. Sau khi mà mình đã kẹp xong được như này thì bây giờ cái bước cuối cùng chúng ta là cho lại cái phần giò cao su, giò cao su cuối cùng. Thì bây giờ mình sẽ check luôn cho anh em nó đang nhảy bao nhiêu ohm xem nó có chuẩn không. Ok, mình nếu như mà mình để mình check thì mình sẽ check trên con ống VA Originis Aurimini. Ok, đâu rồi nhỉ?
Ok, thì đây chính là phần thân của con Orion Mini. Mình làm sao? À đây, sẽ để như này cho em có thể là nhìn về cái thông số khi mà nó khi mà mình check thì nó sẽ ra là bao nhiêu. Ok. Còn cái này tay này thì không được thuận. 0.61 anh em có thể nhìn vào, mình đã zoom ra, ở bên sẽ zoom ra cho anh em xem. À, ok, mình sẽ cho vào gần hơn một chút, nhưng mà mình không có tay để quay cái len. Không có tay để quay cái len. Ok, thì mình sẽ cho anh em xem đây vào chút nữa, mình sẽ edit và mình zoom nó lại cho anh em có thể là nhìn xa hơn. Thì đây chính là một cái số ôm là 0.62, nó ra một số ôm chuẩn. Thì như vậy mình đã review xong một cái OC của Play. Thì đây mình cho em xem gần hơn khi mà review xong nó sẽ như nào. Ok, đây là phần chân tiếp xúc. Nó hoàn toàn là giống hàng Live, không có gì khác biệt cả. Đó, rồi ok. Thì như vậy mình đã review xong cái OC của Flame 0.6. Thì cảm ơn đã xem hết video. Nếu anh em xem đến đây rồi thì chắc là anh em quá là kiên nhẫn rồi. Để xem video của Master Việt Nam, bạn nhân dân đang học hỏi trao đổi về kiến thức, về có những câu hỏi gì thì là comment xuống bên dưới cho mình, thì mình sẽ trả lời cho anh em, cũng như là anh em muốn làm về cái OC con nào cũng comment xuống bên dưới thôi. Thì tất cả những cái OC review, bộ review kit của Master Việt Nam thì mình sẽ để một cái link Shopee và link Lazada. Mọi câu hỏi thì em có thể là inbox trực tiếp vào fanpage của Master Việt Nam, mình để link dưới đấy luôn. Thì ok, thank you, cảm ơn anh em đã xem hết video của Master Việt Nam, nhớ like, subscribe ủng hộ kênh. Bye.